Hello, xin chào tất cả các anh chị em và các bạn. Chào mừng mọi người đến với livestream của Nhung buổi chiều ngày hôm nay. Chúc các anh chị một buổi chiều tràn đầy năng lượng. Yes, rồi hôm nay thì Nhung đã quay trở lại với livestream của mình về với cái lịch trình buổi chiều, đúng không ạ? Thì hôm qua là Nhung có chia sẻ với mọi người đến cái việc đấy là chúng ta đang nói đến cái việc chúng ta hình dung tưởng tượng đối với tiềm thức thì nó có ý nghĩa là như thế nào, đúng không ạ? Và ứng dụng như thế nào thì trong cuộc sống. Thì hôm nay Nhung sẽ tiếp tục Nhung chia sẻ cái chủ đề đó nha. Thì chúng ta sẽ ứng dụng như thế nào đối với việc là hình dung hoặc đối với việc là chúng ta cài đặt cái mục tiêu của mình vào trong tiềm thức của mình bằng hình ảnh, bằng cảm xúc ấy. Thì đó là nếu như mà hàng ngày á, mà bạn nghĩ đến những cái điều tiêu cực ấy, bạn nghĩ đến nghèo đói, bạn nghĩ đến chết chóc, bạn nghĩ đến những điều không tốt ấy, thì tiềm thức của bạn nó cũng sẽ ghi nhận những cái điều đó. Nó sẽ ghi nhận những cái điều đó và nó kết nối những cái nguồn lực để thực thi cái điều đó các anh chị. Anh chị nhìn từ đây không ạ? Nó thực thi cái điều đó cho bạn. Vì là bạn nghĩ về cái điều đó càng nhiều thì điều đó nó sẽ đến với bạn càng nhanh. Còn nếu như mà bạn suy nghĩ về những điều tích cực, những điều tốt đẹp, những cái sự thành công, những cái sự giàu có, những cái sự may mắn, những cái điều tốt lành cho cuộc sống, vậy thì những điều tốt lành và tích cực sẽ đến với bạn. Được chưa anh chị? Cho nên là bây giờ, ngay lúc này, từ bây giờ trở đi thì chúng ta hãy rèn luyện tư duy và não bộ của mình để nghĩ về những điều tốt đẹp, những cái điều tích cực, những cái sự thành công trong cuộc sống thì bạn sẽ có được cái sự may mắn ha. Và bao nhiêu thứ anh chị em chúng ta cam kết là từ ngày hôm nay trở đi chúng ta sẽ rèn luyện tư duy và não bộ của mình để hướng đến cái sự thành công, hướng đến cái sự tốt đẹp, hướng đến sự may mắn, thì anh chị hãy comment là tôi là người thành công, đúng không ạ? Và nó có cách cho các anh chị, nó có cách đó đấy. Nhưng mà để làm được cái điều này ấy, thì một mình bạn làm không dễ đâu ạ, đúng không? Đấy, và những anh chị đã học những cái chương trình khác ấy, hay là đã xem những cái livestream của Nhung cái thời gian trước, anh chị có thấy khác không ạ? Đó, bởi vì là Nhung thì cũng chia sẻ lại những kiến thức của thầy của mình thôi, và thầy của mình ấy thì bí kíp rất là nhiều nha các anh chị. Đó, và Nhung nói với anh chị học không biết khi nào mà hết được kiến thức của thầy Nhung đâu đấy. Nhưng mà thầy ấy thì sẽ thấy những cái kiến thức nào phù hợp để anh chị ứng dụng thì thầy chia sẻ và mình học, thì mình cũng chia sẻ những kiến thức đấy đấy. Bữa giờ anh chị mấy bữa giờ thầy thấy về sức mạnh tiềm thức anh chị chưa có mạnh, đúng không? Thì anh chị cần phải thay thầy đấy là anh chị cần phải thay đổi về niềm tin rất là nhiều. Thì trong cái chương trình mới đây đấy, là thầy đã chia sẻ một bộ về NLP, thì cũng có những cái livestream như là cái chuỗi này là chia sẻ về tiềm thức này, đúng không ạ? Một bộ NLP đấy, những cái tư duy xuất chúng, những cái phương pháp để giúp cho các anh chị đạt được cái mục tiêu, đạt được cái hay là cái sự thay đổi tốt nhất cho bản thân của mình. Ha. Đấy, vậy thì từ bây giờ trở đi bạn phải rèn luyện và hình dung tưởng tượng liên tục về hình ảnh, về sự thành công của mình đấy, bằng cách là xem những video, xem những hình ảnh, xem những cái âm nhạc mà có hình ảnh về sự giàu sang, thịnh vượng. Ngay cả những cái hình ảnh mà mình ở nhà mà chị thấy là cái tấm hình nào á, ví dụ như là ngày xưa này, con đường xưa em đi này đấy, người ta cắm khoai mì đấy, thế là em hết đi. Người ta cắm khoai mì là thấy nghèo rồi đó, đúng không? Đấy rồi ấu ơ dí dầu này, cầu ván đóng đinh rồi, rồi cầu tre tắt lẻo gầy khó đi này, là không có ru con nữa nha. Bạn ru là nó gầu gầy luôn á đó. Bạn kiếm mấy cái hình ảnh giàu bạn cho bạn, hay là những cái câu hát bạn cho bạn con bạn nghe thôi, nghe thôi miên ấy, nó cũng là thôi miên đó các anh chị. Và tại sao cái lời ru nó lại thành cái lời ru con đấy? Ở bên nước ngoài người ta có ru như vậy không ạ? Không, chỉ có Việt Nam thôi. Vì sao? Vì trong cái thời kỳ kháng chiến các anh chị, thế này thế kia thì là cái hình ảnh nghèo ấy, là nó đập trước mắt, thì người ta ra cái lời ru đó để nó phù hợp với cái bối cảnh lúc đó, đúng không ạ? Đấy, chứ bối cảnh đầu giàu thì lúc đấy đâu có bối cảnh giàu đâu, đúng không ạ? Nhà thì bị trọi bom và lại toàn nhà lá không đấy, có nhà lầu đâu mà người ta sáng kế ra cái mới, đúng không? Đấy là thôi miên đấy, là thì thôi miên thì Nhung sẽ chia sẻ sau nha. Đấy rồi những cái bức ảnh là nó nghèo thì kỷ niệm, thì đồng ý là kỷ niệm đúng không? Rồi kỷ niệm thì ai cũng muốn nhớ đúng không, cũng muốn, đúng không? Nhưng mà bây giờ là bạn muốn kỷ niệm giàu hay là kỷ niệm nghèo?
Đấy, rồi anh chị muốn nhớ cái kỷ niệm đầu hay là kỷ niệm nhạc? Chẳng hạn là chúng ta bật bài nhạc lên, chúng ta nghe bài nhạc kỷ niệm buồn, nghe thấy là đã hết vui nổi rồi, đúng không? Đấy, nghe kỷ niệm buồn là thấy xong rồi. Bây giờ là mình sáng chế ra bài hát mới đi, kỷ niệm vui được không? Mình nghe bài hát kỷ niệm vui đi. Đấy, không chế được thì không có bài hát sẵn thì mình tự chế ra mình hát, đúng không ạ? Tại sao anh chị biết là tại sao những ca sĩ người ta hát nhạc thất tình không ạ? Ở ngày mai em đi đúng không, ngày người ta chưa đi đâu hát cho đi, và ngày mai em đi thiệt trình dung cho thiệt. Vì sao? Vì cái nhạc đó là người nghèo nghe nhiều, và đặc biệt là những cái người thất tình họ lại hay nghe, và người ta lại nghe không phải một lần mà là còn nghe đi nghe lại, và nó lại cứ lặp lại sâu vào trong tiềm thức đấy. Vì nó mất mới thất tình thì nó chán, mà đã không muốn làm việc nó sẽ ngồi, nó sẽ cày view, đúng không ạ? Và những người ta làm những hoặc là sáng tác những bài đó để sao thị trường là những người tiêu cực ấy, đúng không ạ? Người ta sẽ cày view cho cái video clip đó hoặc là cái bài hát đó, thì ai sẽ bán được tiền và họ kinh doanh không? Anh chị hiểu chưa? Cái đó là cái tác phẩm nghệ thuật kinh doanh đấy ạ. Cho nên là tại sao nhạc buồn rất là nhiều mà nhạc vui thì rất là ít. Nhạc vui thì chỉ có nhạc xuân thôi, nhạc Tết thôi, đúng không ạ? Mà hát nhạc vui thì không có nhiều người nghe bằng cái nhạc buồn. Bởi vì vui người ta nghe có một lần xong thôi, người ta có năng lượng, người ta chạy đi làm mất tiêu rồi. Còn mấy thằng buồn thì sao ạ? Ngồi nguyên ngày cày hàng trăm lần một bài, đúng không ạ? Nhạc vui người ta nghe thấy người ta vui, người ta có năng lượng, người ta tích cực, người ta muốn làm việc, người ta chạy đi, người ta nghe có một lần thôi à, đúng không ạ? Còn người buồn thì sao? À, ngồi nguyên ngày đấy, xong bật nhạc ngồi nghe buồn quá lại chưa nghe đủ ấy, kiếm nhạc khác nghe tiếp, anh chị dùng ạ. Đấy, thế là nó sẽ mua combo hai đĩa và dễ bán hơn vì nó buồn, nó rảnh đấy, nó buồn cái. Còn cái người ta vui á, người ta nghe bài nhạc vui quá, người ta chạy đi ra ngoài kia, người ta hành động, người ta làm mà. Thì anh chị hình dung là nó cũng giống như có hai bức tường, đúng không ạ? Một cái bức tường là một cái bức tượng ấy, đúng không ạ? Một bức tượng là một người hành động, và một cái bức tượng là một người suy nghĩ. Đấy, là cái ông hành động á, là ông ấy nghe thông tin và ông ấy hành động luôn rồi, ông ấy làm mất tiêu rồi. Còn cái thằng còn cái người suy nghĩ ấy, là cứ ngồi suy nghĩ hoài và cuối cùng hòa đá thôi, không hành động gì hết. Tại vì sao? Vì nó buồn, không có động lực, nó bị đau năng lượng, bị tiêu cực. Cho nên là đó là thông tin thị trường đó, và đó là nghệ thuật để kinh doanh. Đấy, một cái sản phẩm kinh doanh đánh vào cái phân khúc của những cái người nghe nhiều, được chưa ạ? Là những người nghe nhiều giống như là Sơn Tùng MTP ấy, là kinh doanh bằng cái gì? Kinh doanh bằng phân khúc hát không cho người ta nghe được, để em đi để cho người ta phải tua đi tua lại nhiều lần xem là anh ta hát cái gì, và thế là cày view, đúng không? Một bài hát ít nhất thì cũng phải vượt cái 20 view, bắt đầu nghe xong mới là hiểu, mới là ô hay quá, thế là lại cày tiếp lên 40 view. Thế là Sơn Tùng trở thành ca sĩ giỏi nhất Việt Nam nhờ việc hát không cho ai nghe hết, đúng không? Đó thì cũng là một cái nghệ thuật để kinh doanh, đúng không? Đương nhiên là Sơn Tùng cũng giỏi nha, rất là giỏi đấy. Rồi bây giờ bắt đầu là bạn phải ứng dụng, đúng không? Anh chị học với thầy của Nhung là thầy không có chia sẻ lý thuyết cho anh chị, tại vì chia sẻ lý thuyết xong rồi thì bạn làm cái gì nữa, đúng không? Không có làm cái gì được hết vì bạn có biết ứng dụng đâu. Còn thầy của Nhung mới là ứng dụng này, đúng không ạ? Anh chị nhìn thấm mình của thầy ngày xưa, đúng không? Và thầy của Nhung không không ngại nói với các anh chị là cái tiềm thức của thầy ở trong ngày xưa nó cực kỳ tiêu cực luôn ấy. Thầy ở trong cái khu tệ nạn mà. Đấy, khu tệ nạn ngày xưa anh chị, là cái trong cái khu đó còn được lên báo luôn á, và các trùm ma túy cũng đều có hết. Thế nhưng nói với anh chị lúc mà mình còn nhỏ thì thầy còn đi học á, lúc 6 tuổi mà đi về ấy, là nước ngập ra nha, là ống chích nó nổi lềnh bềnh lên rất là kinh khủng, rất là khủng khiếp luôn đó. Thì trong cái môi trường đó anh chị biết là tiềm thức của thầy nó cỡ nào rồi, đúng không? Nó tiêu cực, nó chợ búa thế này thế kia, đúng không? Vậy thì làm sao thầy mình có thể thay đổi và lập trình lại được cái tiềm thức? Là nhờ NLP các anh chị. Đấy. Và trong vòng 7 tháng đầu mới bắt đầu đọc sách, học tập, rèn luyện, phát triển và ứng dụng cái quy trình NLP, thì bây giờ thầy mới thay đổi hoàn toàn được cái tiềm thức của mình. Đó. Để biến trong 7 năm đầu các anh chị, 7 năm nha, biến mình từ một cái người không tích cực trở thành một cái người tích cực và mang được cái giá trị cho cộng đồng. Nhanh không anh chị? 7 năm có nhanh không ạ? 7 năm quá nhanh, đúng không ạ? Đấy, thầy của Nhung ở trong môi trường
gọi là tiêu cực đến mười mấy hai chục năm được chưa anh chị, mười mấy hai chục năm lận. Cho nên là cái việc mà anh chị ở trong cái môi trường tiêu cực á, nó không có đáng sợ, mà đáng sợ là anh chị không biết tìm cái đường để mà thoát ra được khỏi cái môi trường đó thì nó mới đáng sợ. Và nó cũng do bản thân của mình hết các anh chị, nó do bản thân của mình hết đó. Cho nên là mình đừng có nhìn những cái hình ảnh đó mỗi ngày, mà mình hãy lập trình lại trong tiềm thức cái ngôi nhà của mình ấy, ít nhất là cái căn phòng của mình ở, những cái hình ảnh nào mà nó buồn quá, nó không có vui, nó cô đơn, nó không có giàu á, thì mình cất vào một góc đấy, mình và mình bắt đầu đưa những cái hình ảnh giàu có ra, đưa những cái hình ảnh đẹp lên, những cái hình ảnh vui tươi lên để giúp mình thay đổi cái trạng thái năng lượng của mình, giúp cho mình thành công, đúng không ạ? Đấy, bắt đầu là mình rèn luyện ha, để có những cái hình ảnh tốt. Đấy, thì những cái ngày tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ tiếp nha. Rồi thứ ba nha, thì cái quan điểm của thầy của Nhung ấy, và đây cũng là cái yếu tố cốt lõi và quan trọng nhất đó anh, chính là lòng tự tôn các anh chị. Lòng tự tôn chính là cái sức mạnh tính cách của bạn, sức mạnh tính cách của bạn là cái nguồn năng lượng của bạn, là nguồn cảm hứng của bạn, là sự nhiệt tình của bạn, là thái độ sống của bạn, là nhân cách sống của bạn, sự thành công của bạn, sự hạnh phúc, đó chính là lòng tự tôn. Vậy thì việc đầu tiên và quan trọng nhất đấy, đó là có nhiều anh chị họ vui lắm, họ nói thì trời ơi giàu để mà làm gì, nghĩa là họ không có tôn trọng bản thân của mình nhé. Thì họ không tôn trọng bản thân của mình thì họ cũng không có những cái hành động để khiến cho họ thành công. Nên là ngay từ bây giờ anh chị phải phát triển cho mình cái lòng tự tôn, có nghĩa là mình phải có sự tự trọng, mình phải có sự yêu thương, mình phải có sức mạnh tính cách, mình phải có được cái nguồn năng lượng, cái nguồn phấn khởi, cái nguồn tích cực, cái nguồn kiến thức tích cực, cái sự nhiệt tình, cái sự nhiệt tâm, sự khao khát phát triển và hành động đúng theo những người thành công. Và khi cái lòng tự tôn của bạn nó phát triển tốt thì bạn làm đúng, và khi bạn làm đúng một cái việc giúp cho bạn tốt, giúp cho bạn thành công, giúp cho bạn được sống với cái lý tưởng của mình, thì cái lòng tự tôn của mình nó được nâng cao lên đó. Khi bạn làm đúng, bạn phát triển lên thì lòng tự tôn của bạn nó cũng sẽ phát triển lên. Có nghĩa hay là anh chị hình dung nó như thế này này, ví dụ như là bạn biết rằng là người giàu là bạn đúng không, bạn đang muốn giống như những người giàu đúng không, vậy thì nếu như một người giàu họ có thói quen là đọc sách đúng chưa, người giàu họ đọc sách đó, vậy thì làm sao để bạn thành công giống như người giàu đây? Đấy, một bên là hình tượng của bạn muốn trở thành, còn một bên là bây giờ bạn phải làm sao. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao các anh chị? Thì bạn cũng phải đọc sách đúng không, hình tượng của mình là người giàu này, người ta đọc sách này, vậy thì mình phải bắt chước giống như họ cũng đọc sách đúng không. Vậy thì khi bạn thấy người giàu đọc sách, bạn cũng đọc sách, thì bạn có thấy là bạn cũng gần giống người giàu không ạ? Đúng không ạ? Giống, đúng chưa? Vậy thì cái niềm tin nó tăng lên không ạ? Tăng lên. Hay là vậy, nếu như người giàu đọc sách mỗi ngày 1 tiếng và duy trì 30 ngày, và bạn cũng làm mỗi ngày 1 tiếng và duy trì 30 ngày, thì lòng tự tôn của bạn nó sẽ tăng cao hơn, đúng không ạ? Niềm tin tăng lên. Bạn sẽ nghĩ rằng là ủa, người giàu làm được mà, thì tôi cũng làm được, thì chắc chắn tôi cũng thành công như người giàu. Đấy, rồi tiếp tục nha. Ví dụ như người giàu họ quản lý cảm xúc tốt này, dẫn đến họ tích cực này. Thì ví dụ như là bạn muốn đúng không, bạn cũng quản lý cảm xúc tốt này đó, và rèn luyện sự tích cực tốt này. Tại sao bên phía hình tượng của mình anh chị thấy không có từ rèn luyện à? Mà bên bạn hiện tại lại phải có chữ rèn luyện, tại sao ạ? Bởi vì cái người giàu ấy, họ đã là cái chuyên gia trong việc quản lý cảm xúc, còn cái người mới như chúng ta là mới đúng không, thì tất cả đều phải rèn luyện để chúng ta có được cái điều đó. Và anh chị biết rằng là bất cứ một cái chuyên gia nào ở thời điểm hiện tại thì cũng đã từng là một cái thằng khờ, anh chị tin đúng không ạ? Một cái người không biết gì đó. Thầy của Nhung nói thẳng, gọi là Nhung nói thẳng, ngay cả người thầy của mình ấy, cũng đã từng một người không biết gì, từng bị mẹ lấy dao, gọi là thầy Tony Robbins ấy, thầy của Nhung đấy, thầy Tony Robbins ấy cũng đã bị, là một người từng bị mẹ cầm dao dí dí này, gọi là đâm và bỏ chạy và trở thành một người vô gia cư không biết gì hết đúng không ạ? Đã từng là một người bảo vệ của một công ty không có tiền để đóng khóa học, và sau đó là được biết đến chương trình miễn phí của thầy Jim Rohn, sau đó bắt đầu là xin vào học thì thấy hay quá, bắt đầu là mới xin phép thầy là gì, là thầy ơi bây giờ con không có đủ tiền, có thể cho con học miễn phí ở chương trình nâng cao luôn được không, có nghĩa là đàm phán ấy. Thì thầy Jim Rohn mới nói là gì, à ta cho con học, ta cho anh học cũng được thôi, nhưng mà nếu ta cho anh học như vậy thì cái lòng tự tôn của anh nó không có, và cái kiến thức của anh cũng, và cái giá trị kiến thức anh cũng không hiểu gì hết, cho nên là muốn học thì hãy tìm đủ số tiền này để vào học. Thì lúc đó là thầy Tony phải dành ra
hình như khoảng tầm 2 tháng đấy, 2 tháng lương. 2 tháng lương để là học cái chương trình đó của thầy. Và là học trò cưng của thầy Vinh luôn luôn. Và từ đó là thầy Vinh luôn nâng đỡ để tỷ phú đô la Tony Robbins có được như ngày hôm nay. À, đương nhiên là hiện tại là bây giờ là thầy Tony Robbins giỏi hơn thầy Vinh luôn ngày xưa. Thầy Vinh luôn ngày xưa của là thầy của các bậc thầy đó. Thì ông ấy đã mất rồi. Đúng không ạ? Và là người thầy đầu tiên của thầy Tony Robbins và cũng là người thầy của những người thầy. Anh chị thấy hay không ạ? Cũng là từ một người không biết gì mà giờ người ta giỏi không ạ? Giàu không ạ? Vậy thì nó đến từ đâu? Đến từ việc là bạn phải rèn luyện mỗi ngày và quản lý cảm xúc mỗi ngày để nâng cao cái giá trị và cái lòng tự tôn của mình lên, đúng chưa? Đấy, chương trình miễn phí thì nó có giá trị miễn phí, nhưng mà chương trình có phí thì nó sẽ có giá trị của có phí, đúng không ạ? Bạn muốn học, bạn muốn giàu nhưng mà lại cứ thích miễn phí hoài thì có được không? Gặp thầy của Nhung là thầy thấy không được rồi đấy. Vì bây giờ thì thầy chưa bao giờ đi học miễn phí cả. Tại vì khi mà thầy của Nhung đi học Babylon ấy, nó cũng có cái vé như thế này anh chị. Nó có vé siêu VIP, nó có vé VIP, lại có miễn phí nữa. Thì thầy múc luôn vé VIP và siêu VIP để làm gì? Để ngồi ở trên. Chứ thầy không có thích ngồi ở dưới. Và trong kinh doanh cũng vậy. À, thầy không thích đi theo sau người ta. À, nó quen rồi các anh chị. Và từ xưa đến giờ nó cũng vậy. Có nghĩa là đối với thầy của mình ấy, là đã làm, đã không làm thì thôi. À, đã khi làm, đúng không ạ? Đã không làm thì thôi, còn đã làm thì là làm. Và khi bước vào chơi thì phải ngồi trên đầu và phải là nhân vô địch, phải là người thành công. Và người thành công thì không ai chui dưới hết. Đó. Cho Nhung hỏi anh chị là nhá, trong một lớp học ấy, những người như thế nào là người hay chui dưới ấy? Ngày xưa anh chị đi học, anh chị nhớ lại đi. Những người như thế nào hay chui dưới ạ? Đúng không? Những người học kém này, học dốt này, không tập trung này, ăn vụng này, ngủ gục này, chui xuống dưới để làm gì? Để ngủ chứ để làm gì, đúng chưa? Trừ khi anh chị xui xui, anh chị cao quá, đúng không ạ? Anh chị ngoại khổ và anh chị mới bị cô giáo nhét xuống dưới, thì đó là cái tình trạng ép buộc thì không nói, đúng không ạ? Còn tình trạng mà từ chuyện là mấy người không giỏi mà chui xuống dưới, rồi còn mấy cái đứa học giỏi hay ngồi trên đầu ấy, nó thích ngồi trên đầu là gì? Tại vì đang vô mục đích người ta học chứ không phải là mục đích vụng ăn vụng và ngủ nhá. Cho nên là đâu có trốn xuống dưới làm gì đâu đấy, không có giống như vậy. Và trong kinh doanh cũng giống như vậy các anh chị, thầy của Nhung đi đến đâu ấy, là ánh sáng và chói lóa đến đó. Đó, hồi bữa là thầy của Nhung có cái triệu chứng là lâu lâu nhớ lại chuyện xưa ấy. Nên là đi ăn mì gõ, thèm mì gõ mà, thế là thầy xuống làm tô mì gõ, mì khô đúng không, mì khô tép mỡ đó, thì lâu lâu ăn bữa thôi chứ không phải ăn ngoài đâu. Thế là cái là thầy xuống thì trời mưa các chị, thì mì gõ thì đâu có trong nhà đâu, thì gõ là ngoài đường mà đó, trời mưa thì người ta phải găng dù, thì anh chị biết rồi, mưa thì đâu có ai ăn được đâu đó. Thì có hai cặp vợ chồng với mấy người bạn trẻ đang ngồi ăn xong đó, rồi thầy mới thấy là cặp vợ chồng đó đã hơi bực bội rồi nha, hơi khó chịu rồi, cái bắt đầu là thầy cũng lại phụ cho cái anh mì gõ đó giăng cái mấy cái dù lên, đúng không ạ? Đấy, thế mới nói cái là trời, mình đang ăn ngon á mà trời mưa vậy chắc là cũng chưa thoải mái lắm ha. Cái bắt đầu là khi mà thầy nói thế thì cái anh kia anh cười, ừ cũng chưa thoải mái được, lạnh, đang ăn ngon nhưng mà anh ấy vẫn cười nha. Đấy, xong thầy mới nói là ăn thế anh ăn xong rồi về luôn à, trời mưa giờ về lạnh lắm đó. Thế cái ông nói là ừ bây giờ sao giờ, mưa lạnh thì vẫn phải về thôi. Thế xong mấy bà vợ mới nói là sao, ừ nhưng mà thôi cũng có thêm cái trải nghiệm, họ vẫn vui mặc dù ban đầu là họ đang bực nha. Đó, thế nên là anh chị thấy không ạ, thầy của Nhung là đi đến đâu cũng biết biết là đang bực rồi đó, nhưng mà mình nói nhát mấy câu cái là họ lại vui liền đó, để làm gì, để người ta ra đường người ta thoải mái, người ta chạy xe người ta bình an, đúng không ạ? Đấy, rồi mấy cái đứa học sinh cũng vậy đó, có nghĩa là thầy bước đến đâu là không khí đó vui lên liền, mặc dù không có nói nhiều. Đúng không ạ? Thầy nói mấy câu thôi nhưng mà cái năng lượng của thầy làm cho người ta đang không thoải mái thành thoải mái. Đấy, mà chị thấy giống như trong kinh doanh không? Trời, kinh doanh đâu phải dễ đâu các anh chị. Ra bán hàng, kinh doanh vậy chứ. Trời mưa là giảm 60% doanh số trong ngày bán á. Cái ngày mà nó mưa dầm một cái thì chỉ có nghỉ luôn. Ai đâu mà đi ăn đúng không? Đấy, cho nên là anh chị thấy là kinh doanh làm ăn nó đâu phải là đơn giản đâu. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết kinh doanh thì nó lại khác nha. Và chúng ta có mô hình kinh doanh nó cũng khác nha, có chiến lược kinh doanh tốt nó cũng khác, nghĩa là chúng ta muốn có thì chúng ta phải học. Đấy, học không nhất thiết giúp bạn giàu, đúng chưa? Nhưng mà ví dụ đi,
Thay vì bạn tự học đúng không? Theo anh chị nhé, anh chị tự học được không ạ? Được. Ví dụ bạn đi làm kinh doanh 1 năm, bạn thất bại, bạn nhận được một bài học. Bạn học 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, 40 năm, bạn có được 40 bài học, đúng chưa? Vậy thì bây giờ bạn học từ một người, họ đã có 40 bài học và họ chia sẻ lại cho bạn, thì nó có nhanh hơn không ạ? Nó sẽ rút gọn thời gian lại cho bạn. Nó chưa chắc giúp bạn giàu, nhưng nó giúp cho bạn có con đường, đúng không ạ? Giúp bạn nhanh hơn rất là nhiều và tiết kiệm nhiều thời gian. Và nếu bạn làm theo cái người đó, họ coaching, họ cầm tay chỉ việc cho bạn, thì bạn sẽ có kết quả siêu nhanh. Thấy chưa? Đấy, ví dụ họ làm 7 năm, 10 năm mà trở thành 1 triệu phú đô la, thì họ hướng dẫn cho bạn. Thì Nhung nói với bạn là chỉ tầm 3 năm, 4 năm. Bởi vì sao? Bởi vì trong 7 năm, 10 năm, 20 năm của họ, họ trải qua rất là nhiều những cái thứ. Giống như là việc á, là cái người đó, giống như là việc khi mà bạn làm một cái gì đó, bạn chưa có quy trình, bạn làm rất là lâu, nhưng mà bạn làm được rồi, bạn có cái quy trình rồi, bạn hướng dẫn lại cho người khác, bạn cầm tay chỉ việc, bạn biết con đường nào, bạn đã đi qua rồi, người ta làm rồi, bạn chỉnh sửa nó rất là nhanh. Thì đó là giá trị của việc học. Được chưa? Học chưa chắc giúp cho mình giàu, nhưng mà học cho mình có kiến thức, có trí tuệ, và từ đó rút ngắn được cái con đường thành công của mình, và mình đi nhanh hơn. Và nếu như môi trường học tập tốt sẽ giúp cho bạn thành công rất là nhanh. Và mình đi nhanh hơn. Đấy, và nếu như môi trường học tập tốt thì sẽ giúp cho bạn thành công rất là nhanh. Và thậm chí có những cơ hội để bạn phát triển kinh doanh rất là tốt. Mà thậm chí là bạn có những cái đối tác, những cái mối quan hệ, những cái đối tác chiến lược thì giúp cho bạn thành công trong kinh doanh, nếu như bạn kiên trì bền bỉ. Đấy, vậy thì theo anh chị những cái người họ có cái đó, họ có cho anh chị miễn phí được không ạ? Đây là thực tế thôi, đúng không ạ? Nói thẳng luôn, họ có cho miễn phí không ạ? Các anh chị có cho cái anh có anh chị có cho miễn phí không ạ? Tại sao thầy Jim Rohn không cho thầy Tony Robbins học miễn phí? Bởi vì nó có cái như vậy nè. Nghĩa là học miễn phí cũng được, nhưng mà người đó sẽ không biết tôn trọng kiến thức, kiểu nó vậy. Là thứ nhất, và thứ hai là cái người ta đã bỏ ra tốn rất là nhiều tiền, công sức, tiền bạc, thời gian, thậm chí là bằng máu cả nước mắt của người ta. Tự nhiên khơi khơi người ta dạy cho một cái người không đâu miễn phí rồi rồi đại học, rồi làm không ra cái gì hết đó, rồi ăn cắp chiến lược của người ta thì sao, thì ai rảnh như vậy, đúng không ạ? Thì mình là một người đi kinh doanh thì mình phải hiểu cái điều đó, đúng không ạ? Bây giờ Nhung hỏi anh chị nè, bây giờ anh chị vào làm công ty, người ta nói anh chị nè là em làm không công nha, thì anh chị làm không ạ? Chắc chắn là không rồi, đúng không? Vậy sao đòi những người khác cho mình miễn phí, đúng chưa ạ? Đấy, mình không có đòi như vậy được. Bây giờ mình bán sản phẩm, mình muốn bán đồ mắc hay là bán rẻ, bán lời nhiều hay là ít ạ? Sản phẩm mình tốt, mình muốn bán lời nhiều hay là ít? Mình muốn lời nhiều đúng không? Đâu ai dối lòng mà nói làm gì ạ? Tôi không bán, tôi bán không có lời, không mà hâm thôi, đúng không ạ? Có người nào bán không lời mà bán làm chi anh chị? Đấy, nhưng mà không có nói là có nhiều người không có nói là có nữa các anh chị. Đấy, ra chỗ này là em giảm hết mức rồi, bán còn hòa vốn luôn. Thì anh chị phải biết là gì? Đây là người ta nói xạo nha. Đó, tại vì dân kinh doanh người ta biết mà. Đặc biệt là thầy của Nhung ấy, là kinh doanh ở chợ Bà Triệu này.
Đấy thì rành quá rồi. À, đôi dép hai 100.000 trả 200.000 nha, à, trả 220.000, trả 20.000 vẫn dính, vẫn gọi là vẫn hớ nha. Đúng không ạ? Thầy biết quá mà. Nhưng mà người ta nói là ôi tôi bán thế này hòa vốn rồi. Lỗ rồi. Đúng không ạ? Về môi trường đó như vậy. Đúng không? Em bán 20.000 hồi vốn à. Thôi chị lấy đi, về vốn thì lấy đi. Nhưng mà họ vẫn lời nha, chứ không thể nào không lời, chỉ là nhiều hay ít thôi. Đấy, nhưng mà chắc chắn là nhiều nha. Đấy thì bạn bán hàng bạn muốn lời nhiều đúng không? Mà mua hàng là đòi rẻ là sao? Đấy, nếu mà chúng ta nên là chúng ta đừng nói về giá mà chúng ta hãy nhìn về cái giá trị. Đấy, đó là dân kinh doanh và chúng ta hiểu về kinh doanh thì chúng ta mới kinh doanh được. Đấy, anh chị thấy không ạ? Sức mạnh kiến thức là một chuyện, hiểu về kinh doanh là một chuyện, hiểu về tâm lý con người là một chuyện, hiểu về tính toán là một chuyện, hiểu về thị trường kinh tế là một chuyện, hiểu về đầu tư là một chuyện, đúng không ạ? Đầu tư thì nguyên tố nào giúp cho bạn thành công? Nó là như vậy đấy. Đấy, thị trường tài chính là gì, đầu tư dài hạn là gì, trung hạn là gì, ngắn hạn là gì, đấy, đến giờ đến phút đến giây là gì, người đầu tư người thành công thì đầu tư theo dạng nào, làm sao để trở thành một người thành công, phải hiểu rất là rõ về bên trong lẫn bên ngoài thì lúc đó bạn mới là người kinh doanh thành công được, chứ không phải là nhào ba mớ vô mới nghe. Ừ tôi tuyên bố là hôm nay tôi sẽ trade để trở thành triệu phú đô la trong năm nay để trade. À, nhưng chưa thấy ai tuyên bố nó xong bữa giờ còn sống hết trơn á, chắc là đi hết rồi á. Đấy, tại vì thị trường nó đào e một cái rụng hết, rụng nụ hết trơn luôn, là rụng hết không ạ? Chắc cú là trong thời gian vừa qua là đã rất là nhiều rồi, than rồi đó đúng không? Tại vì thị trường nó như vậy mà, được chưa? Rồi tiền người ta rút ra hết, người ta đâu có giữ đâu, tiền bữa giờ đâu có đâu, và mấy chủ doanh nghiệp còn điêu đứng cái gì à? Đó, như như anh chị thấy là bác Vượng giàu như vậy đó, tỷ phú đô la như vậy đó, nhưng mà tiền bây giờ bác Vượng tiền mặt đâu có nhiều đâu. Đấy, còn cổ phiếu Vin đúng không, bây giờ bác Vượng dám rút ra một đống cổ phiếu không ạ, rút một cái là nó sập thị trường chứng khoán luôn, rút một cái gọi là như anh quyết luôn đúng không ạ, như anh quyết luôn là đi luôn. Vì sao rút một cái là mấy ông cổ đông nói là trời cái gì nhà sáng lập mà còn rút như vậy nữa, ui tôi sợ quá, và xong rồi nó nhào rút hết cái sập luôn thị trường. Và trade thì làm sao mà giàu được đúng không ạ? Nên là chúng ta cần có cái kiến thức về đầu tư ha, phải có kiến thức về đầu tư. Cho nên là bạn không có kiến thức thì bạn lại hiểu nhầm, bạn không hiểu kinh doanh và đầu tư là cái gì hết. Đầu tư là một dạng đầu tư, nhưng mà tiền bền vững là nó phải đến từ kinh doanh, và người ta phải chuyển từ kinh doanh qua đầu tư. Thì lỡ như cái tiền đầu tư nó chưa an toàn vẫn còn kinh doanh, vì thị trường đầu tư thì nó vẫn phải có những cái rủi ro, hoặc là lỡ như thị trường nó xuống thì bạn vẫn còn giữ đó để cho nó hồi phục nó lên lại đúng không? Xui lắm nó mới sập nha, nếu như bạn chọn không đúng được cái công ty tốt nó mới sập thôi, còn không bao giờ nó sập được. Nhưng mà bạn cần cái khoảng thời gian, có thể là 1 năm 2 năm, thậm chí là 4 năm 5 10 năm. Có những vụ đầu tư của Warren, ông ấy mua lại cổ phiếu từ đáy nó thấp nhất mà chờ tới 20 năm thì nó phục hồi trở lại, và ông ấy trở thành tỷ phú. Thì trong thời gian đó bạn làm cái gì để mà bạn sống đây, thì có phải bạn phải kinh doanh chứ? Nhiều người họ không hiểu, họ đi làm thuê đúng không, xong họ nhảy vô trade với hy vọng kiếm thêm, rồi bắt đầu vô làm thuê đúng không? Họ bật cái màn hình máy tính lên nhìn hoài rồi ông kêu là ủa má nó lại xuống nữa rồi, đang làm thuê mửa mật ra. Cái sếp nhìn thấy sẽ hỏi là có vợ đẻ hả? Dạ không, em hơi buồn. Sao buồn? Thì đâu dám nói đâu, nói chết đuổi ra đấy. Xong rồi bắt đầu là từ chuyện đó suy ra chuyện gia đình đấy, về cái là vợ chửi thiệt, tự dưng cái là về vợ không biết là cái ủa anh hôm bữa tiền em đâu rồi, ủa anh mới chơi hết rồi. Chơi là gì? À đầu tư bữa nay xuống quá lỗ, thế là bạn lại bị vợ chửi cho thật nữa, thế xong rồi gia đình xích mích đúng không? À, nhưng nói chỉ có đúng sao đúng được anh chị, tại đâu cho thoát đấy, xong bắt đầu lại tự ái rồi gây gổ rồi không hạnh phúc. Vì sao? Vì mình không có hiểu về kinh doanh mà mình nghe người ta nói đó, và mình nghĩ là ok gì cũng dễ hết. Đấy, cuộc đời này không có màu hồng đâu anh chị, phải có sự hiểu biết nha, phải có sự hiểu biết thì bạn mới thành công được. Đấy rồi, vậy thì quay trở lại về cái lòng tự tôn của chúng ta, là khi người giàu họ quản lý cảm xúc tốt, họ tích cực thì chúng ta cũng quản lý cảm xúc tốt và chúng ta rèn luyện tích cực. Chúng ta giống người giàu chưa? Giống. Vậy thì sự tự tin tăng lên không? Tăng lên. Sự tự tin chúng ta tăng lên thì cái lòng tự tôn chúng ta tăng lên. Đấy. Rồi ví dụ như người giàu họ đi du lịch và chúng ta cũng tích cóp để
chúng ta quý bà lây đó anh chị, chúng ta đi du lịch chúng ta cũng có những cái trải nghiệm ngang ngửa với người giàu thì lòng tự tôn tăng lên chưa, tăng lên không ạ? Tăng lên thì có phải là càng ngày chúng ta càng tự tin hơn nữa không, càng tốt hơn nữa không? Đấy, rồi người giàu họ uy tín thì chúng ta cũng uy tín, mặc dù người ta có tỷ đô, chúng ta chỉ đang có 10 triệu thôi, nhưng mà chúng ta người ta uy tín, chúng ta uy tín rồi thì cái người 10 triệu cũng sẽ có được 1 triệu đô, 5 triệu đô với cái lòng tự tôn của mình, được chưa? Đấy, người giàu họ làm kinh doanh thì chúng ta cũng làm kinh doanh theo xu hướng của người giàu. Đấy, anh chị nhớ nha, theo xu hướng chứ không phải là đi bán mè nha. Anh chị dùng chưa? Kinh doanh theo xu hướng là gì? Là thị trường mở rộng, thị trường mở và kiếm được nhiều tiền, và phải theo những cái tiêu chí, những cái sự lựa chọn của người giàu, những cái người thành công thì đó là sự khôn ngoan. Vậy thì khi chúng ta đi kinh doanh theo xu hướng của những người thành công, họ đi qua rồi và họ thành công ở lĩnh vực đó, thì anh chị có tự tin mình thành công không? Chúng ta tự tin thành công thì cái sự kiên trì chúng ta nó sẽ lớn và chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Người giàu họ chăm sóc sức khỏe bằng dinh dưỡng và thể thao, vận động đó anh chị. Thì chúng ta cũng giống như vậy, chúng ta cũng có tự tin không ạ? Rồi người giàu có mối quan hệ chất lượng và chúng ta cũng có mối quan hệ chất lượng với người giàu. Thì cái lòng tự tôn chúng ta tăng lên không ạ? Tăng. Người giàu dậy đọc sách buổi sáng, chúng ta cũng đọc sách buổi sáng. Thì lòng tự tôn chúng ta tăng không? Người giàu làm quy trình, chúng ta cũng làm quy trình. Lòng tự tôn chúng ta tăng không? Tăng. Người giàu học tập liên tục, chúng ta học tập liên tục thì lòng tự tôn chúng ta cũng tăng ạ? Tăng. Người giàu siêng năng kiên trì, chúng ta cũng siêng năng kiên trì. Chúng ta có tăng sự tự tôn chúng ta lên không ạ? Đó là lòng tự tôn các anh chị. Mỗi khi anh chị làm những cái điều giống như người giàu thì cái sự tự tôn của anh chị nó sẽ tăng lên ha. Và khi cái lòng tự tôn của anh chị nó được nâng cao ấy, hay là nói cách khác là khi mà bạn hành xử như một cái phiên bản hoàn hảo nhất của chính bạn thì lòng tự tôn của bạn nó sẽ được cải thiện, nhân cách của bạn nó tốt hơn, và khi nhân cách bạn tốt hơn thì bạn cảm thấy hạnh phúc hơn, bạn cảm thấy vui hơn, bạn cảm thấy thuyết phục hơn, bạn cảm thấy nhiệt huyết hơn, và khi đó bạn sẽ yêu quý người khác hơn. Anh chị hình dung đến đây chưa? Có những người học câu lạc bộ xong đấy, người giàu đọc sách mình không đọc, người giàu tập trung mình không tập trung, người giàu kinh doanh mình không kinh doanh, người giàu uy tín mình không uy tín, người giàu kiên trì mình lười, thì cái lòng tự tôn của họ nó sẽ bị giảm. Ví dụ như bạn nhìn thấy anh chị em leader thì người ta học nghiêm túc, bạn lười chảy thơi ra thì cái lòng tự tôn của bạn nó sẽ giảm, cái sự tự tin nó sẽ mất đi, nó sẽ bị mất đi. Đúng không? Cái người thành công họ làm việc một cách nghiêm túc, họ chia sẻ, họ trao giá trị liên tục. Bạn thì không, ngày trước làm nghiêm túc, ngày sau mơ mơ màng màng, ngủ nghỉ rồi tùm lum, thì cuối cùng sao? Cuối cùng bạn cũng không có gì hết. Ok không ạ? Không thành công, nghèo, thậm chí là bị loại khỏi cuộc chơi luôn, bởi vì lòng tự tôn của bạn nó kém quá, và thậm chí là không biết điều. Và nhất là những bạn trẻ hay bị cái đó, vì nó thiếu trải đời các anh chị. Thiếu trải đời nó hay bị cái đó, 16, 7, 18 tuổi cái thằng đó hay bị cái đó. Và thiếu trải đời và nó nghĩ là thời gian nó còn nhiều. Và cho đến khi nó rời khỏi cái cuộc chơi thì lúc đó nó mới tỉnh ra thì đã không kịp nữa, vì đâu còn cơ hội nữa. Nhiều người nói bạn là gì? Bạn phải thành công đi thì tôi mới theo, mới làm theo. Vậy thì đến khi tôi thành công rồi thì bạn có cái gì để mà bạn làm theo? Bạn có cái gì để bạn làm theo đấy ạ? Đấy, cho nên là chúng ta cần phải hết sức tập trung. Và khi chúng ta làm giống như người giàu thì cái lòng tự tôn của chúng ta sẽ tăng lên, và chúng ta sẽ nhìn nhận bản thân của mình bằng một cái con mắt rất là tích cực. Đó. Và khi mà tích cực nó sẽ giúp cho chúng ta có được sự thành công rất là lớn anh chị nhé. Đấy, thì đó là cái quan điểm về bản thân thứ ba của chính mình, tự tôn bản thân. Cho nên là cái điều quan trọng nhất bây giờ là anh chị phải tập trung, đó là nhìn nhận về bản thân của mình nha. Đấy, rồi khi chúng ta nhìn nhận được bản thân của mình rồi, bắt đầu chúng ta sẽ hướng mình đến cái việc, đó là chúng ta sẽ học theo người thành công, được chưa? Và ngày mai thì Nhung sẽ chia sẻ cho anh chị em về bộ ba công thức nền tảng để giúp cho anh chị em chúng ta phát triển bản thân của mình từ trong gốc rễ, để thay đổi toàn diện bản thân của mình và hướng bản thân mình đến sự thành công mà giờ có. Luôn nhớ nha các chị, bạn chỉ thành công khi bản thân của bạn là một người thành công. Đấy. Thầy của Nhung luôn nói với các anh chị luôn ạ, nếu anh chị học chương trình của thầy với cả những thành viên trong câu lạc bộ luôn ấy, là nếu như tôi cảm thấy rằng là bạn là một người lười, không có uy tín, thiếu trách nhiệm, lười biếng, thì ngày trước bạn có mạnh cỡ nào thì thầy cũng cho đi thôi, làm gì, tại vì để sẽ mất mặt câu lạc bộ. Học 1 năm 2 năm vẫn không ứng dụng được cái gì hết, không thay đổi phát triển bản thân, ngày càng lười chảy thơi ra thì làm sao bạn có thể truyền cảm hứng và làm gương cho hệ sau, những người lớn tuổi hơn bạn, những bạn 17, 18 chưa đủ trình độ đúng không, bay ra ngoài kia làm thuê đi rồi biết, để cho bạn biết được cái cuộc đời ngoài kia nó như thế nào. 19, 20 trẻ quá đúng không, cần trải nghiệm đúng không,
bay ra ngoài kia đi để rồi biết kinh doanh nó là gì. Có người hỗ trợ kinh doanh nhưng tại dễ quá mà, có người hỗ trợ kiến thức dễ quá mà lại còn lười nữa thì làm gì để mà thành công được. Ngay cả những kiến thức ứng dụng sức mạnh tiềm thức cơ bản cũng không biết, tối ngày ứng dụng sức mạnh tiềm thức thức gì, thức hoài đúng không, hoài là ngủ luôn. Sức mạnh tiềm thức là phải hiểu đúng, làm đúng và kinh doanh đúng ấy. Đối với thầy của Nhung á, bạn là ai không quan trọng, quan trọng là bạn giúp được cái gì cho xã hội đó. Chứ còn đông người cũng chẳng làm được gì. Đấy, thầy của Nhung là rất là rạch ròi trong cái việc là xây dựng thương hiệu cho câu lạc bộ nha. Bởi vì chỉ có những người kinh doanh, những người uy tín, những người đàng hoàng thì mới xứng đáng nằm trong nòng cốt trụ cột của câu lạc bộ. Còn trẻ con, trẻ trâu lười đi chỗ khác chơi thì đi chỗ khác chơi nha. Cho nên là anh chị thấy không ạ? Những anh chị em leader nha, ngày xưa thầy của Nhung mới thành lập ấy, người đi theo thầy đông lắm. Nhưng mà có những cái người không ok là thầy cho đi hết. Bởi vì thầy xây dựng trên cái nền tảng bền bỉ và dài hạn, và là những cái người có thể giúp được cho xã hội chứ không phải cần đâu, đúng không? Bạn đâu mô để làm gì, lười để làm gì, để theo gương xấu để làm gì, à, không làm được gì hết. Lãnh đạo mà xấu thì nguyên một cái hệ thống ở dưới nó xấu y chang như vậy, lười y chang giống như vậy, làm được cái gì đâu, không làm được gì hết. Thì cái việc đó là việc rất là quan trọng đối với câu lạc bộ. Đó. Thì đó là cái việc mà chúng ta sẽ bàn tiếp trong ngày mai để rèn luyện và phát triển người thành công ha, những doanh nhân thành công để cho anh chị. Thì ngày mai em sẽ chia sẻ với anh chị là một cái bộ ba tam giác vàng, những cái tư duy của người thành công, những cái người giàu để giúp cho mình phát triển một cách tốt và bền bỉ hơn, được chưa? Rồi thì đến ngày hôm nay thì bây giờ thì mình sẽ xin phép dừng livestream này ở đây và hẹn gặp lại các anh chị vào ngày mai ha. Chúc các anh chị có một cái ngày buổi chiều làm việc thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc, luôn luôn tràn ngập trong ý niệm của tình yêu thương, lòng biết ơn sự thành công giàu có và hạnh phúc cho mẹ suốt cuộc đời. Bạn là người thành công, tôi là người thành công, và chúng ta sẽ cùng nhau đi đến đỉnh vinh quang anh chị ha. Rồi hẹn gặp lại các anh chị vào buổi chiều ngày mai. Nếu anh chị thấy như livestream của Nhung có giá trị thì hãy ấn theo dõi trang này của Nhung hoặc là share livestream này về tường, đồng thời là tag tên những người thân và mẹ của mình vào trong livestream nhé. Và anh chị nhớ khung giờ buổi chiều của Nhung nha, 14 giờ từ thứ hai đến thứ bảy anh chị ha. Rồi xin cảm ơn các chị đã lắng nghe chia sẻ ha, hẹn gặp lại các chị vào ngày mai, bye bye.